Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 23 tháng 3 là sáng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 55.140 Và cách đây khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ các bạn thấy được là giá Bitcoin đã xuống tới cái mức thấp Đó chính là khoảng là 53.000 đô trước khi mà đi trở lên ở cái mức là 55.137 ở thời điểm hiện tại thì trong thời điểm này thì muốn chia sẻ với các bạn hai cái thuyết được chia sẻ bởi Willy Wu và tôi nghĩ là cũng có thể cho các bạn có một số những thông tin rất hữu ích liên quan tới tình hình hiện bây giờ thì đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi Willy Wu đây là một cái hình liên quan tới là chúng ta thấy những cái đồng Bitcoin ở trên những sàn giao dịch đó thì như thế nào các bạn thấy được là rất rõ ràng là chúng ta thấy được là cho dù các bạn nhìn vào màu nào đi nữa mỗi màu là đại diện cho một sàn giao dịch như là các bạn thấy được là chúng ta thấy được là màu xanh lá cây là sàn Luno à, màu xanh dương là cái IO màu xanh đậm hơn là Concheck Poloniex màu đỏ là HBTC màu vàng là Bitfinex màu cam là Bitrex vân vân và các bạn thấy được đây là những cái sàn lớn trong đây chúng ta có những sàn như là Binance và Coinbase Chứ dù là các bạn nhìn vào sàn nào đi nữa thì các bạn thấy được là phần lớn Cái xu hướng là như thế nào Cái xu hướng nhất là những sàn mà càng lớn thì xu hướng là càng đi xuống Có nghĩa là chúng ta thấy được là những cái đồng Bitcoin ở trên những sàn giao dịch càng ngày càng đi xuống Có nghĩa là chúng ta thấy được là từ tháng 3 của năm 2020 Thì hiện bây giờ chúng ta thấy được là những cái đồng Bitcoin vẫn tiếp tục biến mất đi trên những sàn giao dịch Có nghĩa là các bạn thấy được là những đồng Bitcoin này Có thể nói là chúng ta thấy đồng Bitcoin này rời khỏi sàn để đi vào những ví cá nhân hay là cái ví lạnh vân vân Tại vì các bạn thấy là Bitcoin thì không giống như là Ethereum Phần lớn Bitcoin không phải là được dùng trong những ứng dụng DeFi Hay là sử dụng trong những cái việc khác Phần lớn là khi Bitcoin rời khỏi sàn Thì nhiều người có thể cho là phần lớn những Bitcoin đó là đi vào ví cá nhân Hay là ví lạnh cũng như là đó là những cái ví của những người mà lưu trữ Bitcoin lâu dài Những cái hodler cho nên các bạn mới thấy được là đây là một trong những cái dẫn chứng rất là tốt là chúng ta thấy là có rất nhiều hoa đã xuất hiện và đã thu mua từ tháng 3 năm ngoái và họ thu mua từ trên sàn trên cái số lượng bịch con trên sàn mới từ từ mất đi. Đây là biểu đồ đầu tiên. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ gì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa theo dõi thuận capital chỉ mẹ xòi thì bạn cũng nên theo dõi bằng cách tà bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là telegram facebook và twitter để bạn thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi các bạn tham gia vào những sàn như là sàn Binance, sàn Bybit hay mình thể nhận được những cái bonus khi mà đăng ký thông qua link của Thuận Cáp thông qua sàn MT, FTX, Binance US dành cho những bạn nào muốn sử dụng sàn Binance ở Hoa Kỳ hay là cũng là một sàn hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia cũng như là dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng landing có lãi các bạn có thể là gửi những đồng crypto và những lãi hàng tháng tham gia thông qua link của thuận khác được các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên crypto khoa một cái dịch vụ hỗ trợ dữ liệu on chain mà các bạn cũng đã thấy được sử dụng rất nhiều những thông tin này những bạn nào muốn thêm chi tiết thì hãy bấm vào cái link bên dưới đây là một biểu đồ khác của Classno cho các bạn thấy được là có hai cái màu trên màn hình thứ nhất là cái màu đỏ bên dưới và bên trên là màu vàng thì màu vàng đó là những cái bitcoin mà có thể di chuyển dễ dàng và mà màu đỏ là cực kỳ dễ dàng thì các bạn có thể suy nghĩ cái đơn giản đi là những cái bitcoin nằm trong vùng màu đỏ này là những cái bitcoin mà nằm sẵn trên sàn cho nên tuy nhiên di chuyển rất dễ dàng còn những cái bitcoin nằm trên vùng màu vàng này có thể nằm trong những cái ứng dụng như là cái ví nóng trên máy vi tính vân vân những bitcoin đó thì di chuyển cũng rất dễ dàng các bạn thấy được là chúng ta nhìn cũng tương tự đi các bạn thấy được là cũng dùng cái thời điểm đó, năm 2020 cho tới bây giờ thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin mà dễ dàng di chuyển hay là cực kỳ dễ dàng di chuyển đó, thì hai cái đường này cũng đi xuống. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là nhiều người cho là chỉ có những người đầu tư ngắn hạn, những cái trader thì họ mới giữ tiền ở trong sàn giao dịch sẵn hay là họ giữ tiền trên những cái ví mà dễ dàng di chuyển. Cho nên các bạn thấy, được, khi mà chúng ta thấy cái xu hướng của hai cái đường này đi xuống Cũng đồng nghĩa là người ta có thể cho một cái quyết định Dựa theo Willy Woo Đó chính là những người mà yếu tai Đã xả hàng cho nên cái số lượng Bitcoin Nằm trong những cái ví mà dễ dàng di chuyển Hay là cực kỳ dễ dàng di chuyển đó Đã có xu hướng đi xuống Thì các bạn thấy được là đương nhiên Những đồng Bitcoin này đi về đâu Thì nhiều người đương nhiên cho là khi mà chúng ta nhìn vào tình hình chung Thì các bạn thấy được là những đồng Bitcoin này đi vào những ví mà những người mà có xu hướng là lưu trữ dài hạn hơn cho nên chúng ta mới thấy cái biểu đồ đầu tiên có xu hướng đi xuống kế tiếp là biểu đồ thứ ba và các bạn thấy được là chúng ta nhìn mặt biểu đồ này đi đây là cái biểu đồ liên quan đến là cái số tiền M2 Money Supply có nghĩa là cái số tiền được in ra bởi chính phủ Hoa Kỳ mà tính luôn những cái tiền như là gửi trong những cái chương mục ngắn hạn của ngân hàng thì các bạn thấy được là M2 Money Supply bây giờ đã chúng ta thấy là từ tháng 3 năm 2020 thì cái số tiền tổng cộng của Hoa Kỳ đó là 15,4 nghìn tỷ và các bạn thấy được là cho đến cái thời điểm hiện bây giờ đã lên tới là 19,4 nghìn tỷ thì các bạn thấy trong thời gian rất ngắn từ tháng 3 năm 2020 cho đến bây giờ là khoảng một năm sau thôi mà chúng ta thấy được là cái số tiền được in ra đã lên tới là 4.000 tỷ trong khi các bạn thấy được là cái đường này rất rõ ràng từ khi mà có dịch bệnh xảy ra đó thì những cái gói hỗ trợ những cái chiến lược của Fed để mà hỗ trợ tài chính thì đã dẫn đến là tiền in ra rất nhiều cho nên mà thì được được đường màu đỏ này có sự tăng trưởng rất là nhanh các bạn nhìn vào lịch sử đi nhìn từ năm 2010 cho đến năm 2020 hồi tháng 3 thì cũng tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng hầu như là rất điều đặn năm nào cũng tăng năm nào cũng tăng nhưng mà các bạn thấy được là rất đột ngột là từ tháng 3 cho đến khoảng chừng là tháng 6 tháng 7 của năm ngoái đã tăng trưởng rất là nhanh sau đó tiếp tục tăng trưởng mãi cho đến ngày hôm nay thì đây là một trong những cái dẫn chứng chúng ta thấy được là khi mà người ta nhìn vào cái tốc độ in tiền của chính phủ Hoa Kỳ đó thì người ta sẽ rất lo lắng cho nên các bạn mới thấy được là tình trạng nhiều người cho là lý do tại sao mà những cái loại tài sản tăng giá như là bất động sản hay là nói tới Bitcoin vân vân thì có cái hiện tượng là giá tăng nhất là chúng ta nói đến Bitcoin thì giá tăng rất là mạnh các bạn thấy được là từ tháng 3 của năm ngoái đó chúng ta ta nhớ là khi dịch bệnh xảy ra thì lúc đó giá Bitcoin đột ngột sụp về chỉ còn có 3 ngàn mấy mà thôi và sau đó các bạn thì được từ 3 ngàn mấy đó mà đi lên thẳng cho tới cái mức hiện bây giờ là 55 ngàn sau một năm sau thì các bạn thấy được cái tốc độ tăng trưởng và giá cả của Bitcoin là mạnh cỡ nào tại vì nhiều người cho là khi mà nhìn vào tình hiện tại đó thì rất nhiều người lo lắng về cái giá trị của tài sản của họ nhất là khi họ lưu trữ quá nhiều đồng đô la dẫn đến tài sản tăng và đây cũng là một trong những điều mà kết nối với lại tình hình các bạn thấy được bitcoin biến mất đi trên sàn và chúng ta thấy được là bitcoin của những người mà lưu trữ trên những cái ví trên sàn hay những cái ví nóng đó thì có xu hướng đi xuống thì nhiều người cho là đã xuất hiện nhiều người đầu tư có cái định đầu tư lâu dài họ đã chuyển qua từ lưu trữ đồng đô la hay là lưu trữ những loại tài sản khác mà chuyển qua thu mua Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Đó là điều mà Willy Wu muốn chia sẻ thông qua ba biểu đồ này. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái tài liệu khác được chia sẻ cách đây 2 ngày bởi Willy Wu. Thì tài liệu này cho các bạn thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái mức và khi mà Bitcoin nó phá cái mức giá là 19.700 nghĩa là cái đỉnh của năm 2017 Thì cái lúc mà phá cái đỉnh là cái 3 tháng rồi Thì từ khi mà phá cái đỉnh của năm 2017 tới bây giờ chỉ mới có 3 tháng thôi Thì chúng ta thấy được là đã có tổng cộng là 28 của tất cả Bitcoin được di chuyển trong cái phạm vi là trên 19.700 có nghĩa là đã có rất nhiều Bitcoin đã được bán đi hay di chuyển từ ví này vào ví khác trên cái mức là 19.700. Khi là cái mức là 19.700 này đó, nhiều người có thể là chốt lời hay là họ nghĩ là bitcoin sẽ không tiếp tục tăng trưởng nữa hay vì một lý do nào đó những bitcoin này có thể được bán đi hay là được di chuyển qua một cái ví khác. Chúng ta thực sự không biết được là có được bán hay không nhưng mà có thể nói là đương nhiên khi bitcoin di chuyển đó thì nhiều người có thể cho là một phần của số lượng di chuyển đó tại vì người ta bán chứ không phải là những người di chuyển lẫn nhau. Đương nhiên một người thì có thể là tạo nhiều ví bitcoin và di chuyển bitcoin từ ví này và ví khác trong cái tâm lý của họ đi nhiên điều có thể nhưng mà chúng ta có thể chứng đoán là một phần đó là do người ta bán và khi ta nhìn vào cái giá của bitcoin khi mà tổng cái số lượng vốn hóa của bitcoin lên hơn một nghìn tỷ có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái phần trăm vốn hóa bây giờ đi là bây giờ là bitcoin chiếm tỷ lệ là 58,3% của tất cả thị trường và bây giờ chúng ta tính theo Tổng số vốn hóa của Bitcoin đó. Các bạn thấy được là bây giờ là 1029 tỷ. Thì chúng ta thấy được là cái mức giá mà trên 1.000 tỷ là Bitcoin là khoảng 55.000 đô. Thì ở mức là 55.000 đô này chúng ta thấy là chỉ có 7 của Bitcoin được di chuyển thôi. Thấp hơn là cái mức mà chúng ta thấy là trên 19.700 đô rất là nhiều. Có nghĩa là các bạn thấy là Willy Woo cho một cái lập luận là trên 1.000 tỷ đô la vốn hóa. Thì cái số Bitcoin di chuyển không có nhiều chỉ 7,3 mà thôi Chúng ta thấy đây là một cái dẫn chứng cho là những nhà đầu tư lâu dài Họ rất hỗ trợ cái mức Bitcoin trên 1 nghìn tỷ Cho nên người ta không có dấu hiệu là có nhiều Bitcoin di chuyển Cũng như là chúng ta được là không dấu hiệu là nhiều Bitcoin được bán Khi mà giá Bitcoin trên cái số vốn hóa 1 nghìn tỷ này Thì điều mà Thượng đã chia sẻ với các bạn đó ngày hôm qua Để Thượng vào Facebook để chia sẻ với các bạn Thì hôm qua Thượng có một cái suy nghĩ liên quan đến tình hiện tại À, các bạn thấy được là mấy hôm nay đang thường suy nghĩ là Bitcoin đó thì đương nhiên thường rất tin tưởng là sẽ lên tới 100.000 đô Tại sao thường đã chia sẻ rất nhiều trong những cái video với các bạn Nhưng mà thị trường đó thì sinh ra là để lấy tiền số đông chuyển qua số ít Cho nên không phải ai cũng có thể là đồ đến 100.000 đô Hiện giờ thì những người mà lưu trữ lâu dài ra những cái hodler thì khá vẫn lòng tin Tiếp tục đồ thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý Là bất cứ lúc nào giá cũng có thể xuống tiếp để khiến cho những hodler này, tiếp tục bán Bitcoin của mình trước khi mà giá tăng. Tôi nghĩ là nếu giá xuống dưới 50 000 sẽ khiến cho nhiều người bán tháo và hoảng loạn thì đó mới là cái lúc mà chúng ta thấy được là giá có có sự đột phá và lên những cái đỉnh cao mới mà chúng ta mong muốn. Thì nhìn vào những tài liệu được chia sẻ Willy Wu đó thì nhất là các bạn thấy được là ở thời điểm cái mức là 55 000 đô này đó có một cái sự khác biệt rất lớn tôi nghĩ là giữa năm 2017 và năm 2021 này đó chính là chúng ta thấy được là rất rõ ràng là cái phần trăm được lưu trữ bởi những người mà đầu tư lâu dài đó những cái hodler đó thì cái phần trăm bitcoin được lưu trữ đó ngày lại càng nhiều thì rất đơn giản mà thôi tại vì chúng ta thấy được là bitcoin nó khi mà những năm trước đây thì giá rẻ hơn thì những người mà đã yêu thích bitcoin như là thuận và nhiều bạn thì đương nhiên đã tích lũy cũng khá nhiều ở cái mức thấp hơn và đương nhiên là lúc đó thì với cái số tiền thấp hơn có thể mua được nhiều bitcoin so với lại bây giờ nhưng mà bây giờ để các bạn thấy được là thị trường những người mà lưu trữ như bitcoin có nghĩa là chúng ta thấy được là chúng ta phải nhìn lại là cái số lượng phần trăm bitcoin được lưu trữ bởi cái số lượng người mà lưu trữ lâu dài đó càng ngày càng nhiều và cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin ngắn hạn, những người mà lưu trữ Bitcoin chỉ đơn giản, chỉ muốn trade hay là chỉ muốn đầu tư ngắn hạn thì cái số người đó có thể là nhiều người nhưng mà cái phần trăm Bitcoin mà được lưu trữ bởi những người đó thì không có nhiều. Đó là cái sự khác biệt rất là lớn và chúng ta muốn thấy là Bitcoin tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng mà bây giờ đó các bạn thấy là mỗi lần mà chúng ta nói tới là Bitcoin điều chỉnh hay là những cái thông tin xấu liên quan tới Bitcoin nữa, thì như là nhiều bạn cũng đã nhận ra được là ngay cả cộng đồng thuần capital chúng ta nhìn vào những cái comment thì phần lớn những comment đều nói là buy the dip có nghĩa là mua để mà trung bình giá hay là mua với cái giá thấp hơn có nghĩa là nhiều người bây giờ vẫn rất là bullish về tình hình của thị trường hiện tại ngay cả một cái poll một cái bỏ phiếu mà thường tổ chức gần đây để cho các bạn hiểu được là tình hình bỏ phiếu liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường thường sẽ giải thích thêm cho một cái video khác nhưng mà bạn thấy được là bây giờ đó là phần lớn Tổng cộng là có 505 bạn đã tham gia cuộc bỏ phiếu này và câu hỏi là chúng ta nhìn vào chu kỳ tâm lý thị trường thì chúng ta đang nằm ở trong cái vị trí nào? Thì các bạn thấy được là 51,29% Có thể nói là cái phần trăm mà đồng lòng này đã cao hơn là nhiều lần trước khi chúng ta có cái bài bỏ phiếu tương tự 259 bạn nghĩa là 51,29% nói chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm là niềm tin Niềm tin là thời điểm nào chúng ta thấy được niềm tin đó chính là cái thời điểm đi thì các bạn thì được là niềm tin đó chính là cái thời điểm các bạn nhìn thấy trên màn hình có như là chúng ta chỉ mới nửa đường mà thôi giá vẫn chưa thực sự là đột phá lên cái đỉnh mới và bây giờ hầu như là mỗi lần mà thị trường điều chỉnh thì nhiều bạn vẫn tiếp tục nói là diamond hand tiếp tục nói là thu mua thêm tuy nhiên thì rất là thích tại vì chúng ta cần phải có một cái chủ kiến một cái xu hướng khi mà chúng ta đã đầu tư vào một cái vật gì chứ không dễ dàng mà bị lay chuyển bởi những cái thông tin hàng ngày thì đương nhiên khi mà giá điều chỉnh mà chúng ta nhìn mà các bạn thấy là hợp lý thì đương nhiên thu mua là một cái lựa chọn nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ chung về thị trường đó những bạn nào mà theo dõi kênh của thuận capital đó các bạn là số ít hay là số đông nếu như mà các bạn nghĩ lên chỗ này số ít thì rất tốt có nghĩa là đây là một cái cộng đồng mà có rất nhiều người nằm trong cái diện là số ít thì đương nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau thấy bitcoin lên tới 100 trăm ngàn và còn nhiều hơn nữa nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là chúng ta thuộc về cái số đông thì có nghĩa là giá bitcoin cần phải điều chỉnh thêm nữa để làm gì để cho lay động nhiều người bán bitcoin của mình hơn để cho làm nhiều người hoảng loạn và bán bitcoin của mình hơn tại vì tiền phải đi từ số ít vào số đông sau đó thì giá cả mới có sự đột phá đó là điều mà thường đã suy nghĩ trong vòng mấy ngày qua đương nhiên đây chỉ là một cái chuẩn đó một cái lập luận mà thường muốn chia sẻ với các bạn một trong những điều mà thường muốn mang đến trên kênh này là không chỉ riêng mà chúng ta nói về thông tin hàng ngày có thông tin gì mới hay để ta nhìn vào giá cả hàng ngày hay là chúng ta nhìn vào tài liệu on chain xem coi là tình hình như thế nào một trong những điều khác đây là thường muốn chia sẻ với các bạn là thường đang làm gì và đang suy nghĩ gì và đây là như mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video sáng ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong cái video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn